Vâng, xin chào mọi người. Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách connect cái router Xiaomi. Cái này có mã là AX1800. Thì đầu tiên mọi người sẽ cắm nguồn và cái cổng mạng LAN vào nhá. Đây là cái chỗ cắm dây nguồn này. Đấy. Tiếp theo thì mọi người sẽ cắm cái dây LAN vào. Dây LAN thì là cái cổng WAM mọi người nhá. Đấy, sau khi cắm thì nó sẽ cái đèn chờ nó sẽ trạng thái màu cam. Thì mọi người sẽ đợi cho cái internet nó chuyển sang màu cam thì chúng ta sẽ vào điện thoại để chúng ta connect. Nó sẽ hơi lâu một chút, mọi người phải kiên nhẫn đợi mọi người nhé, chứ không phải là cảm phát là nó lên luôn. Đấy, thì cái đèn này nó chuyển sang màu xanh và cái chỗ internet nó chuyển sang màu cam. Thì mình sẽ vào điện thoại, sau đấy vào cài đặt và vào wifi. Mọi người sẽ chọn cái IP của cái router này. Ở đây cái router này của cái Xiaomi này B2 ấy. Đấy. Ở đây thì mọi người sẽ tích vào hai cái dòng này và sau đấy chọn tiếp. Ở đây thì nó sẽ bắt chọn quốc gia, thì mình sẽ chọn vào quốc gia Việt Nam mọi người nhé. Ở quốc gia nào thì mình chọn quốc gia đấy và sau đấy chọn Next. Sau đấy làm thực hiện lại. Nó sẽ vào cái giao diện đổi tên cũng như là cài đặt mật khẩu. Ở đây thì cái tên mặc định của nó là cái tên thiết bị. Thì mình có thể đổi thành tên của mình, ví dụ như là phụ kiện Thiên Vũ chẳng hạn. À, mật khẩu là từ 1 đến 8 chẳng hạn, tùy mọi người nhé, mọi người đặt mật khẩu như nào dễ nhớ là được. Đấy, sau đấy chọn Next. Đấy, như vậy là chúng ta đã connect thành công và đã có mạng 2.4 và mạng 5G. Thì mọi người sẽ đợi một lát để cho nó thực hiện xong lệnh và mọi người quay lại cái wifi để tìm cái wifi mọi người vừa setup. Đấy, cả hai cái đèn này đã báo màu xanh là chúng ta đã connect thành công. Tuy nhiên là phải đợi một lúc nữa thì nó mới chạy lên mạng 2.4 và mạng 5G của thiết bị này mọi người nhé. Đây, phụ kiện Thiên Vũ này, đây là mạng 2.4 thì nó có luôn. Còn mạng 5G thì phải đợi một lát. Đấy, mọi người có thể tắt đi bật lại hoặc là thoát ra vào lại một lát để cho nó load. Nhiều người không biết thì vừa connect xong thì vào chỉ thấy mạng 2.4 thì nghĩ là thiết bị lỗi, nhưng mà thực ra không phải đâu mọi người, mà nó phải có thời gian một lát. Đấy, đây bây giờ là có cái phụ kiện Thiên Vũ 5G này. Đấy, có cả 2.4 và 5G.